Bóng đá là môn thể thao nổi tiếng với những cuộc chiến của những đôi chân đầy uyển chuyển, khéo léo nhưng mà cũng không kém phần mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu chỉ chơi bóng bằng đôi chân thì xem chừng con đường đến với đỉnh cao danh vọng vẫn còn xa vời lắm, khi có rất nhiều huyền thoại bóng đá được tôn sùng nhờ hơn phần còn lại cả một cái đầu. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những tình huống khi cầu thủ mang IQ vô cực vào sân với những pha xử lý đẳng cấp đánh lừa đối thủ và cả sân vận động các bạn nhé. Ngoài điệu cười khiến các cổ động viên Barcelona ám ảnh, Thomas Müller còn tích cực gieo sầu cho đội bóng xứ Catalan. Đúng là chỉ cần thở thôi, anh Lơ cũng đã khiến culés nóng mắt, tiểu xảo cửa này thì chịu luôn rồi. Trong bất kỳ bộ môn nào, cứ nóng nảy là dễ báo lắm anh dai, rồi phạm lỗi với người ta lại còn làm mình làm mẩy hả? Thế thì nhận lấy bàn thua đi này, bất ngờ chưa lão già cọc cằn. Ôi trời ơi, bị truy cản trái phép rồi nè. Pen thôi anh Tài ơi, tình huống 10-10 rồi. Sao cơ, ngã đẹp như thế vẫn không tính à? Thế thì thôi, để người ta tự ghi bàn cho nhanh, vẽ chuyện không cơ chứ. Bây giờ thời đại công nghệ phát triển và can thiệp từng ngóc ngách trên sân rồi, cho nên cứ làm theo những gì mình cho là đúng nha bà con. Hãy nhìn gương của Jonjo Selvi đi này. Dù trọng tài biên có căng cờ báo việt vị thì ta vẫn cứ đưa bóng vào lưới cái đã. Đúng sai gì là đi check va, IQ vô cực là vậy đó. Mấy chị đẹp đây cũng đầu tư gớm chứ đùa đâu, thiết kế được mà dàn xếp đá phạt thế này. Cánh mày râu cũng phải nể dăm ba lần luôn ấy chứ. Đã xinh lại còn thông minh, rồi ai chơi lại được với các chị đây. Đây đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi đấy. Anh bạn thủ môn này phải đối đầu với bậc thầy của những màn ảo thuật Ronaldinho, thế mà lại xử lý hớ hên như thế này à. Đúng là tấm chiếu mới rồi đấy. Thôi cho xin nhẹ bàn thắng nha. Có quả đồng đội thông minh như này đúng là mát lòng rười rượi, vừa không bị tranh bàn thắng lại còn dùng đòn tâm lý để đóng vai trò quan trọng giúp mình xé lưới đối thủ nữa chứ. Tôi hơi bị yêu bạn rồi đấy. Quả bắt lỗi việt vị này kinh điển quá, chẳng một ai bên đội áo đỏ trắng có thể lường trước được cả. Xin Chúa hãy tha thứ cho những tâm hồn còn non nớt này, họ không xứng đáng bị chịu cảm giác thốn đến từng rốn như vậy. Ồ, sao đá phạt góc mà lại vườn không nhà trống thế nhỉ? Chiến thuật mới à? Mọi người về be khung thành đi chứ. Thôi thì đấy là do đội các ông bị thần đá nhập rồi đấy nha. Tôi chỉ hoàn thành nghĩa vụ là xin nhẹ một siêu phẩm thôi. Rõ là hơi non nha những người anh em thiện lành. Gừng càng già càng cay thật anh em ạ. Dù khi ấy Samuel Eto'o đã ở bên kia sườn dốc, nhưng mà báo đen vẫn thừa sự tinh quái để trừng trị sai lầm của thủ môn đội bạn. Này thì chân chư này, trả giá đi chú em. Quả hách não này chất lượng đến độ chính đồng đội của ông này cũng mất khoảng 1-2 giây chần chừ. Nhưng mà không sao, kết quả cuối cùng vẫn là một bàn thắng siêu mượt là được. Sút pen kiểu này hơi ảo ma Lazada nha. Rồi rồi, một pha dàn xếp tấn công cánh nguy hiểm này. Godgen đã cầm bóng đột phá rồi sao? Đồng đội đã di chuyển thuận lợi rồi, chuyền đi thôi. Ấy nhưng mà khoan, từ từ đã nào, làm gì mà nóng vội thế? Người ta thích sút luôn cơ thì làm sao? Nước đi này đẳng cấp quá, thật không thể lường trước được. Một đoàn tàu màu xanh mang tên Bochum đang xuất hiện, tất cả hãy chú ý quan sát.
Và rồi xong, mất bao công luyện tập đã có ngày hái quả, manh lưới của Dortmund phút chốc bị xé toang, cũng đến quỳ với màn phối hợp siêu lầy này. Lừa cả trọng tài biên thế này thì ông kinh rồi, đúng thật là người anh em kia đã việt vị, nhưng mà đâu có tham gia vào pha bóng đâu, ô kìa. Kể cả vị vua áo đen có dơ cờ lên thì bàn thắng vẫn là hợp lệ 100% nha, đỡ hộ cái nào. Cần gì phải bu kín vào vòng cấm đối thủ vậy, khi mà cả đội chúng tôi đều biết bàn thắng sẽ tới sau cú sút trực tiếp này. Đấy, niềm tin vào đồng đội nó phải tuyệt đối như vậy thì cuối cùng mới được hưởng thành quả là được ôm nhau ăn mừng ha. Dân chơi nhìn phát biết ngay tác giả của cú sút góc không độ điên rồ này. Bóng đi vừa mạnh lại còn bay với quỹ đạo mà giáo nhất quả đất thì chỉ có thể là Roberto Carlos mới thực hiện được thôi, còn ai dám tự tin thực hiện được điều đó nữa. Chân phích cũng có lợi thế nha, không cần dài dòng văn tự, chỉ cần trọng tài nổi hồi còi bắt đầu là mình tự vung chân ghi ngay một bàn thắng siêu đẹp. Đá banh như ông này thì có mà nhàn ba đời mà vẫn thành vua dội bom, nó cứ bị ảo giác cực độ luôn ấy. Ronaldinho lại định giỡn trò gì đây? À thì ra tới mượn chai nước từ thủ thành Seni. Nhưng mà sau khi uống xong, cựu sao Barca đã không di chuyển lên trên hàng phòng ngự đối phương mà lại đứng ở dưới. Trong trường hợp bình thường thì Ronaldinho đã rơi vào thế việt vị, nhưng anh lại nhận bóng từ một tình huống ném biên. Do đó cầu thủ số 10 thoải mái có pha căng ngang cho đồng đội ghi bàn. Ác chưa rô vẩu? Thủ thành Lopez đã cố gắng hết sức để cản phá cú đá phạt siêu khó của Messi rồi. Anh xứng đáng được vinh danh với nỗ lực này, kể cả có bị Ramos sút bồi vào đi chăng nữa, vẫn cứ là hay. Vừa rồi là những tình huống các ngôi sao bóng đá có màn đánh lừa đối thủ và cả sân vận động bằng những pha xử lý IQ vô cực ngay trên sân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.